cảm thấy rất là lao lòng, lao sao phấn chấn mà không hiểu nó một cái điều gì. Và một cái điều nữa thì tôi cũng cảm nhận là cũng sắp đến ngày 8 tháng 3 thì như là chị em trông có vẻ là yêu kiểu duyên dáng ra. Cái đấy là cũng cảm nhận đấy. Thì với một cái suy nghĩ, trong cái suy nghĩ, một cái cảm nhận đấy thì các lời chúc mừng rồi, nhưng mà tôi thay những lời chúc mừng bằng một cái cảm nhận, một vài lời thơ tự biên để gửi tặng các đồng chí nữ nhân ngày 8 tháng 3. Bài thơ này có thể là đại diện cho anh em nam giới cũng được. Bài thơ này cái tựa đề là Thơ vui tặng hoa mùng 8 tháng 3. Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em ai cũng thiết tha mặn nồng, anh em có đóa hoa hồng xin được gửi tặng cho hồng má thêm. Ngắm nhìn đôi má ửng hồng, đôi môi thắm đỏ muốn bồng muốn yêu. Chị em duyên dáng yêu kiều, anh em phấn chấn yêu chiều tặng hoa. Hoa này anh gửi tặng mình, ân tình anh để trong tình của hoa. Nhờ hoa tâm sự lòng mình, nhờ hoa nói hộ lòng mình, biết ơn ngưỡng mộ với mình của anh. Hết. Chúc toàn thể các gia đình, các vị đại biểu, các gia đình, nhà giáo của trường tiểu học, trung học cơ sở Đồng Đông mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng quan tâm đến nhau, tạo điều kiện cho nhau, mỗi người bên là một nửa mà là hậu phương của nhau. Và đặc biệt các đồng chí nam giới ở trường cũng như đại biểu là hậu phương rất là vững chắc cho chị em tiền tuyến ở mặt trận giáo dục trên Đồng Sơn. Chúc tất cả chúng ta mạnh khỏe, xin hết.